Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học cc Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài 87.6 Tìm hiểu về Poison với giá trị là Sticky Thuộc tính Poison với giá trị là Sticky Giúp cho chúng ta có thể định vị phần tử Dính lại theo thẻ tra gần nhất Có thành quận hay còn gọi là scroll bar Ví dụ có class tra là content Đặt màu nền là màu xanh Đây vùng màu xanh các bạn nhìn thấy này Bên trong chúng ta có các thẻ tiêu đề Thẻ H2 là phần 1, phần 2, phần 3 vân vân. Các bạn sẽ đặt thuộc tính Poison là Sticky cho các thẻ H2. Thì lúc này khi chúng ta kéo thanh cuốn, bạn nhìn này, đó, thẻ H2 sẽ dính lại theo thẻ tra gần nhất, chính là content, có thanh cuốn. Các nhìn nhá khi gần đến phần 2 thì đổi vị trí cho phần 2 và phần 1 trôi đi mất, đúng chưa ạ? Đấy, phần 3, phần 4. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại ví dụ này để các bạn hiểu position với giá trị là sticky hoạt động như thế nào. Trước tiên các bạn hãy nhìn cấu trúc của trang web. Chúng ta có một thẻ H1 bên trong là các thẻ tiêu đề H2 đúng không? Và trong này thì lại là các thẻ thẻ LI. Các bạn thấy này, từ bài 1 cho đến bài 20 tương tự phần 2 cũng có từ bài 1 đến bài 20. Và các cái thẻ tiêu đề này này nó cũng là thẻ LI. Các bạn nhìn không? Có dấu chấm trên đầu này. Đấy, chấm này. Chấm này. Nhìn nhá, để tí chúng ta phân tích và gõ cú pháp MS để được nhanh nhất cái phần này. Các bạn mở VS Code, tạo thông một bài mới, tạo file index, link file style và chúng ta sẽ code trong thẻ body. Trước tiên tạo một thẻ tiêu đề H1 này, tab này, gọi là nội dung khóa học. Ctrl S lưu lại, chuột phải chọn Super Review để chúng ta xem trước luôn. Phần nội dung bên dưới, bây giờ chúng ta sẽ đi xây dựng lần lượt. Đầu tiên là class content, các bạn gõ là chấm content. Bên trong class content có thẻ UL. Bên trong thẻ UL có 20 thẻ LI hoặc là 10 thẻ LI, các bạn ghi là LI nhân 10. Được chưa? Tiếp theo là bên trong thẻ LI là có các cái thẻ H2 phần 1/2 phần đó, đúng không? Thì các bạn là dùng lớn hơn bên trong có thẻ H2. Và các thẻ H2 này có nội dung là màu nhọn này. Chúng ta ghi là phần cách ship 4 đô la. Đây các bạn nhìn này. Được chưa Bên ngoài chúng ta có các content. Bên trong chúng ta sẽ có UL. À, bên trong UL thì lại có 10 thẻ LI đây này một là y này, hai là y, ba là y vân vân, 10 thẻ là y. Bên trong là y thì lại có thể H2 và nội dung là phần đô la. Đô la sẽ chạy từ 1 cho đến 10, đúng không? Dạ. bạn nhấn tab nhá. Tab này. Đó, thì nó tạo ra được cấu trúc như thế này. Trong các phần này thì lại có các bài học số 1, bài học số 2 vân vân, đúng không? Nó là các thẻ UL, bên trong là các thẻ LI. Có một cách để chúng ta tạo nhanh như sau. Các bạn chọn điểm chung này giữa các phần. Chính là cái sược H2 này đúng không? nhấn cancho ship và L cao cancho ship L này chuột đang nháy ở tất cả các nơi, đấy có thấy không? nhấn mũi tên sang bên phải đó, nhấn enter bây giờ chúng ta thêm thẻ UL và LI ở phía dưới thẻ UL này bên trong là 20 thẻ LI tức là LI nhân 20 nội dung là Màu nhọn bài học số cách ra đô la được chưa? Đây, các bạn nhìn gợi ý này. Bài số 1, bài số 2 vân vân, chạy đến 20, đúng không? Nhấn tab vào cái này thì tất cả những cái thằng này đều có nội dung tương tự. Đây các bạn nhìn nha, chuột đang nháy ở tất cả mọi nơi này. Đó, nhấn tab cái này, tab xong. Kiểm tra này. Các bạn thấy không? Đó, tạo rất là nhanh. Chúng ta còn một cách viết nhanh hơn nữa, tức là dồn hết vào một dòng thôi. Xóa đi nhá. Vừa rồi thì mình hướng dẫn các bạn để chúng ta biết được cái phím tắt Ctrl Shift L thôi kéo dưới này xóa hết đi và thằng deep đi nhá deep content ấy xóa đi chỉ để lại thẻ h1 thôi class content chấm content bên trong có thẻ ul bên trong thẻ ul có 10 thẻ li li nhân 10 bên trong thẻ li thì có thẻ h2 có nội dung là màu nhọn phần cách đô la c4 được chưa bên cạnh tương đồng cấp với thẻ h2 thì có thẻ UL. bạn dùng dấu cộng này. UL này. Bên trong thẻ UL thì có 20 thẻ LI. LI nhân 20. Chính là cái đoạn bài học số 1, bài học số 2 ấy, đúng không? LI nhân 20 này và nội dung là màu nhọn. Bài học số cách đô la. Đấy, các bạn nhìn cú pháp nhá. Đây này. Mình sẽ lưu cú pháp này lại để các bạn dễ nhìn. Copy lại này, các cho C này. Là sược vào đây rồi mất gợi ý các bạn nhấn cancho cách tôi nhấn tab này đây kết quả chỉ một dòng lệnh thôi được chưa đó các bạn hãy luyện tập lại cái này nhá để người ta nắm được cú pháp còn phím tắt để sử dụng chọn nhiều phần tử giống nhau đây phím là Ctrl shift l nhá nốt vào đây để trong trường hợp mà các bạn cần dùng ở điều kiện bình thường nếu chúng ta kéo thanh cuốn, con nhìn này, thì nội dung cũng cuốn theo luôn. Chuyển sang tab style, chúng ta code cho thẻ H2, màu nhọn enter xuống, đặt cho nó cái màu nền, background là màu yellow. Đó. Tiếp theo này, sử dụng position với giá trị là sticky và cách top là không để cho dính như lề bên trên. Tab này, can lại, con nhìn nhá, kéo xuống này đấy các bạn thấy không khi nó chạm đến cái thẻ body thì nó dừng lại trong trường hợp này cái thẻ cha gần nhất của nó có thanh cuốn chính là thẻ body nếu bây giờ chúng ta can thiệp vào ra cha chấm content chấm content này màu nhọn enter xuống giả sử để rộng 400 bk 400 tab chiều cao 500 h 500 tab này thêm màu nền background để màu cyan thì cái ô màu xanh này chính là cái khối content bình thường thì cái nội dung nó vẫn vượt quá khối bóc và chúng ta xử lý bằng cách là dùng overflow để auto thì nó tự động sinh thanh thành quận cái này chúng ta đã học về overflow rồi và lúc này khối tra gần nhất của thẻ H2 có thanh cuộn đó chính là class content nền màu xanh đây cho nên khi các bạn kéo thanh cuốn này nó dính vào theo class tra content các bạn nhìn không còn lúc trước nó dính theo body đây nhìn này bây giờ nếu nội dung có dài đi chăng nữa thẻ body có thanh cuốn thì các bạn kéo thanh cuốn cũng không ảnh hưởng gì đến bên trong nhìn nhá tăng chiều cao lên 900 pixel đây các bạn nhìn này body đã có thanh cuốn nhưng khi chúng ta kéo thanh cuốn của body này các bạn thấy không nó không ảnh hưởng gì bên trong cả còn bên trong chúng ta kéo này lúc này thì h2 chỉ ăn vào cá tra gần nhất có thanh cuốn mà thôi chứ không ăn bên ngoài bài hôm nay sẽ tạm dừng ở đây Hy vọng là với phần cấu trúc MS cũng như là phím tắt Ctrl Shift L sẽ giúp cho các bạn có thể code nhanh hơn. Phần lý thuyết của bài ngày hôm nay cũng chính là phần kết thúc của Poison. Sang phần chương tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về bố cục trang và dàn trang. Các bạn đã tiến gần hơn thêm một bước để có thể tạo ra một trang web của riêng mình. Mình còn ở đây và các bạn cũng còn ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết series này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn thành công.